Xin chào tất cả các bạn. Rồi, hôm nay hai mẹ con Ruby sẽ tiếp tục khui một hộp đồ chơi nữa liên quan đến những búp bê nho nhỏ xinh xinh. Bây giờ hai mẹ con Ruby sẽ mở cho các bạn cùng coi nhé. Wow, các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn nè, bên đây là một cái vali màu hồng. Và ở trong mẹ Dương nghĩ là sẽ có một cái nội thất y như trong hình người ta giới thiệu với mình nè các bạn. Wow, có vẻ hấp dẫn đó. Bây giờ mẹ Dương sẽ cùng khui hộp này ra cho các bạn cùng coi nha. Quên, đằng sau nữa nè. Đằng sau nó có hướng dẫn chi tiết hơn, giới thiệu kỹ càng hơn về cái vali này. Các em nhìn nè, có cái tim màu xanh, cái tim màu vàng đang đứng bên cạnh một cái bàn trang điểm nè, một cái tủ quần áo nè, một cái vali du lịch, ghế và cả cầu thang nữa các bạn ạ. Wow, hay quá. Thôi, chúng ta cùng mở ra thôi. Như cũng hồi hộp quá. Đây là cái vali trước. Cho mình một cái có cầu thang nè các bạn. Đúng luôn. Và đây là những sticker dán hình. Và đây là ba bạn mèo Kitty. Cái kiến nè, sẽ dán cái kiến đó. Rồi còn đây là cái vali để mẹ Dương gỡ cái vali này ra. Wow đẹp quá. Ruby thử đứng lên, Ruby xách cái vali đi chơi cho mẹ coi coi. Wow, thích ra. Wow. Rồi Ruby thử thích đi chơi đi, thích đi vòng vòng coi. Wow, trời ơi đẹp quá. Ôi xinh quá. Đẹp quá. Rồi ok. Rồi Ruby để anh đây. Rồi Ruby vô ghế ngồi lại với mẹ. Hai mẹ con mình sẽ cùng khui cái vali cho các bạn coi ha. Cái vali này rất là hợp với các bạn nhỏ nha. Các bạn nhỏ có thể chơi xong, các bạn có thể xách đi chơi được luôn. Đó, Ruby vừa mới xách đi rất là dễ thương và duyên dáng. Bây giờ mẹ sẽ bóc tem. Khui hộp thôi. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xếp nha. Bây giờ đắp pin vào. Cái toilet này nằm đây hả ta? Không phải có cái hình tượng. Cái toilet nằm trên nhà này. Này luôn nhé. Này luôn nhé. Các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Này luôn nhé. Tủ nhé. Cái tủ lạnh sẽ để đây, đúng rồi nè. Đúng luôn. Cái này cái giường nè. Cái này để cầu thang. Rồi bây giờ mình sẽ cùng xếp. Các bạn ơi, mẹ Dương với Ruby vừa mới hoàn thành xong một cái bộ vali phòng bếp và phòng ngủ cho búp bê. Và đây là những công chúa ở những cái video clip trước á, mẹ Dương với Ruby qua giới thiệu cho các bạn đó. Thì bây giờ mẹ Dương lấy ra, mẹ Dương tận dụng, mẹ Dương chơi kết hợp với lại cái bộ này luôn. Còn thực ra thì trong cái bộ này nó không có búp bê này đâu nha. Mẹ Dương với Ruby sẽ, hai mẹ con mình sẽ cùng chơi búp bê với cái bộ này. Tại vì mẹ Dương thấy á, nó cũng nhỏ nhỏ, nó rất là vừa vặn với cái nội thất của cái bộ vali này. Đó, các bạn thấy không nè. Wow. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chơi, cùng ngắm sơ qua nhé. Mẹ Dương sẽ giới thiệu nè. Nó có một cái bộ bàn ghế, hai ghế. Và trên cái bàn nó có một cái khay bánh mì. Và đây là một chú chó đang ngồi trong cái nhà, để trong nhà. Và đây là cái bàn. Có hai ổ bánh mì để sẵn rồi. Để chút nữa cho các công chúa của chúng ta cùng thưởng thức ha. Và đây là bếp, chúng ta có thể mở cửa được luôn các bạn ạ. Đây mẹ sẽ mở cửa ra nhé. Mẹ sẽ mở cửa ra nè. Ở trong này đó gì ạ? Ở trong đó mình sẽ đựng đồ, đựng chung. Ừ đúng rồi. Ôm ba lội. Và đây là cái gương.
cái gương chút bê, mình có thể soi gương mỗi khi đi đường. Chúng ta sẽ làm điểm khác. Bây giờ đó búp bê y ta dương nha. Khoan, bây giờ mình đang giới thiệu tiếp mà. Đây là cái nồi, cái chảo, một cái chén, muỗng, dao, một cái bánh kem sinh nhật để cho các bạn búp bê có thể tổ chức sinh nhật với nhau nè. Và một cái tủ lạnh thật là to. Wow, chúng ta có thể mở cửa được luôn nè các bạn ơi. Và đây là cái cầu thang để chúp bê đi lên trên phòng ngủ nha. Rồi, lên đây phòng ngủ tham quan nè. Wow, trên đây có một cái giường. À, ở trong này có pin nha các bạn. À, để mẹ Dương lắp pin vô nè. Búp bê tắm đi nha. Rồi bây giờ tiếp tục là cái này. Nó người ta còn cho mình những cái lọ trái cây nè, nước ép trái cây nè, nước dừa nè, sữa. Cái gì đây? Soft drink là nước uống gì đó. Còn này nước chanh nè. Còn này là nước trái cây nè, nước cam. Wow, rồi. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ bắt đầu chơi bộ đồ chơi này với lại búp bê ha. Rồi, đi vô nhà thôi. Rồi, bạn kia tắm xong chưa? Mặc đồ vô nè. Rồi, mặc đồ vô nha. Đi xuống đây chơi với tụi mình đi. Wow, các bạn đến nhà mình rồi hả? Vui quá vậy. Nào, xin mời các bạn cùng vô nhà mình chơi nhé. Nhà mình đây có nhiều bánh, nhiều sữa lắm. Wow, các bạn bánh mì đi. Bánh mì ngon lắm. Đó, có 6 ổ bánh mì mình để sẵn đây rồi đó. Wow, bánh mì ngon quá. Rồi, các bạn cùng ăn, cùng chơi tự nhiên nha. Đừng có ngại gì hết nha. Các bạn nào muốn uống sữa thì cứ lại đây uống sữa nha. Sữa mình để trên đây rất là nhiều nè. Đó, còn đây là con cuốn nhà mình nè các bạn. Wow, con cuốn dễ thương ha. Go. Wow, nhà của bạn thật là đẹp đó. Đợi xíu nha, để mình mặc quần áo vô đó nha. Có bạn nào muốn tắm không? Bạn nào muốn lên nhà mình tắm bồn không? Vâng, bạn này nha. Rồi, cởi quần áo bạn nó ra đi con. Bạn này nha. Rồi, cởi quần áo bạn này ra cho bạn này lên tắm thử nha. Rồi, cho mình lên cầu thang mình tắm thử nha. Bạn đi đi. Rồi, và bạn vô bồn bạn tắm đi. Bạn mở nước bạn tắm nha. Ủa? Bật đèn lên. Bật đèn lên, đây để mình bật đèn lên. Rồi bạn chui vô đi. Ruby cho búp bê toilet đi. Búp bê này tắm xong chưa? Rồi, tắm xong rồi để mày mặc đồ cho búp bê này. Con cho bạn đi buồn cái tè đi, bạn mắc tè quá đó. Quá đó bạn. Cho búp bê ngồi bồn cầu đi. Giữ cho búp bê lên luôn, giữ chân cho búp bê ngồi. Ngồi
chưa? Đè xong chưa? Đè xong rồi, rồi đi xuống cầu thang. Tắm. À tắm nữa hả? Cho mình tắm một cái nha. Con chó nó đang chạy đó, hửi các cô công chúa. Vô trong vô nhỉ. Cắn cắn. Cắn. Hello các bạn. Xin chào các bạn nha. Các bạn thấy mình có dễ thương không? Mình là chú cún bông đó. À, mình đi vô ổ của mình nằm đây. Rồi, không mặc được hết. Mày đùn nó ai? Các bạn thấy bộ búp bê nội thất này của Ruby có đẹp không? Nếu đẹp thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh Phương Phương Channel để ủng hộ cho video của Ruby ra sẽ nhiều hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.